Chào nhà thuốc, bố em năm nay 70 tuổi bị u ở phổi thì có thể dùng bài thuốc nào kết hợp? Mong nhà thuốc tư vấn giúp em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, nhà thuốc không rõ là khối u của bố bạn là u lành hay là u ác. Tuy nhiên thì u ở phổi là một tình trạng khá nghiêm trọng và cần được điều trị ngay. Bạn nên đưa bố bạn đi thăm khám ở bệnh viện để theo các phác đồ điều trị của bác sĩ. Tuy nhiên thì thảo dược cũng là một giải pháp giúp bổ trợ cho quá trình điều trị. Với bệnh u ở phổi thì bệnh nhân nên tham khảo sử dụng một số loại thuốc dân gian giúp tăng cường kháng thể và giúp tiêu u bướu như là cây xạ đen, cây bồ công anh, cây an xoa, nấm liêm xanh. Để có thể tư vấn kỹ hơn cho bạn về liều lượng cũng như là cách dùng thì nhà thuốc cần biết thêm một số thông tin về tình trạng sức khỏe của người bệnh. Bạn hãy liên hệ trực tiếp với nhà thuốc Đức Thịnh thông qua số hotline 0972409268 để được nhân viên tư vấn cụ thể và chính xác hơn ạ.